Anh ơi, em nghe đồn có phải bên anh mới về nô lớp 10 nay full bóc hàng chính hãng không anh? Đúng rồi, đồn gì thật đi. Đây này, cả đống. Đây, đấy. Giá rẻ lắm, chỉ có hơn 7 triệu thôi. Đấy, thế cho lên em nhá. xem tí nào. Vào đây cho xem, thích nhé, nhé. Vào đây. Đây nha anh em. Đó, nốt 10 like chính hãng full box. Đó, bên mình về rất là nhiều luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? 128. Toàn là bộ nhớ trong 128 và RAM 8GB luôn. Và đây là những chiếc máy được phân phối chính hãng và hoàn toàn full box nha. Nhưng mà full box này không phải máy mới đâu. Đấy, không phải máy mới đâu. Và đây là những chiếc máy qua sử dụng. Thì nó có thể là một chiếc máy trả bảo hành. Nó có thể là một chiếc máy đổi trả cho trường hợp mà khách hàng người ta mua mà người ta không thích ý. Người ta qua người ta lên đời nốt 10 hoặc nốt 10 Plus người ta dùng. Trong trường hợp người ta nâng đời lên nốt 10, nốt 20 trong cái chương trình thu cũ đổi mới của Samsung ấy. Hoặc là có thể là những chiếc máy demo và được chính hãng Samsung, đơn vị phân phối của chính hãng Samsung gom về tại tất cả những đại lý của họ. Và họ có bán ra ngoài cho những đơn vị phân phối như bên mình hoặc là một số cửa hàng khác. Với cái dạng là máy cũ full box. Đó, phụ kiện thì hoàn toàn chưa sử dụng nhé. Chút tí chút nữa thì mình sẽ mở cho anh em xem. Phụ kiện thì hoàn toàn chưa sử dụng nhưng máy đã qua sử dụng rồi. Và chế độ bảo hành và tất cả thứ anh em hoàn toàn yên tâm. Và giá thì tất nhiên là nó rất là rẻ luôn. Thì giá hiện tại bên mình đang bán bây giờ là đầu tháng 3 của năm 2021 ấy. Thì với mức giá chỉ có chưa đến 7,5 triệu. Chưa đến 7,5 triệu nhé. Có hơn 7 triệu một chút thôi. Anh em xem chi tiết thì vào website là msm.vn hoặc là chat ở Facebook msm.vn, hoặc là có thể comment dưới video này luôn thì mình sẽ nhắn giá cho anh em biết. Tại vì là mình không báo giá cụ thể được bởi vì là sao? Bởi vì thời gian nữa nó xuống mà mình lại báo giá cụ thể cho anh em thì anh em xem lại hiểu lầm, lúc đấy mình bán giá cao quá thì sao, đúng không? Bởi vì là hiện tại mình sẽ muốn báo mức giá như vậy để cho anh em vào xem anh em xem nhá. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp thử một chiếc để cho anh em được tường tận biết một chiếc máy chính hãng full box giá rẻ và là thương hiệu Note này nó sẽ là như thế nào. Đó, thì Note anh em được biết đấy, nó bao giờ nó cho có bút được trước này. Đó. Thì đây là nốt 10 like, có thể hiểu là nốt 10 thu gọn. Giá hồi niêm yết ngày trước ấy, thì mình nhớ không nhầm nó phải trên 10 triệu cơ. Nó phải trên 10 triệu. Thời gian mình bán rẻ nhất máy cũ là 9 triệu mấy ấy. Mà bây giờ thì 8 triệu mấy. Mà bây giờ thì có những chiếc máy mà còn cũ nhưng gọi là full box mà lại còn chính hãng mà mức giá chỉ có hơn 7 triệu. Mình thấy rất là hấp dẫn nên mình sẽ làm video để giới thiệu và mình sẽ nhập về số lượng rất là nhiều để bán cho anh em. Thì anh em có thể đến trực tiếp shop để mua và có hỗ trợ góp đầy đủ nhé. Và có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, thì đây này, anh em có thể nhìn nhá. Đây là hoàn toàn là những chiếc hộp chính hãng. Đây, ngay từ phía bên này thì có thể thấy tem seal. Nhưng mà đã bóc rồi thì một số cửa hàng khác người ta có thể dán seal lại. Nhưng bên mình thì không mập mờ, bên mình sẽ trả lời rõ ràng anh em biết đây là máy máy cũ. Và nhiều trường hợp là máy nó đẹp quá người ta sẽ dán siêu lại và người ta bán thêm có dạng kích con, nhưng mà đây là máy cũ hoàn toàn, mình nói là máy cũ nhá. Đây anh em có thể nhìn thấy nhá, thì thông tin ở trên này nó ghi là chính hãng, tem chính hãng này, được phân phối bởi công ty Samsung Electronics Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam luôn đấy, sản xuất tại Yên Phong, Bắc Ninh ấy. Một số điện thoại này anh em có thể check ở đây đó, thì thông tin bên dưới là về điện thoại này, thì chúng ta phải biết là đây là sản xuất vào năm 2020, mới năm ngoái thôi. Và kích thước màn hình là 6.7 inch đó, và có 4G. Vâng, tất nhiên là cái này không có 5G rồi. Bởi vì đây là sản phẩm của năm ngoái, không 5G nhá. Bộ trong là 128GB. Đó, với camera là đằng sau là 3 camera chính, 12, 12, 12. Rất là đều đúng không? 12, 12, 12. Và camera phụ là 32MP. Đó, anh em nhìn nhá. Bên trong đấy, bên trong hộp này sẽ có máy này, thân máy đấy, sạc cáp, sách sử dụng, tai nghe, bút cảm ứng, ngoài bút, ốp lưng, dụng cụ lấy SIM và lấy để nhớ. Đấy, có nghĩa là nó sẽ có đầy đủ sạc cáp tai nghe này, sẽ có một cái ốp lưng này, sẽ có một cái dụng cụ lấy ngoài bút ra, một cái ngoài bút để cho anh em thay thế được. Đó, đầy đủ chính hãng nó sẽ là như thế, nó sẽ ghi rất là chi tiết. Và trên này thì có tem của logo của Samsung nhá, chính hãng như thế này. Đó, bên dưới thì không có gì cả đúng không? Đấy, thì bên này là email nhá. Mà những chiếc máy này nó hoàn toàn hộp trùng email hết anh em nhá, hộp trùng email và phụ kiện mới. Đó, email hiện tại là 944 đây, anh em xem nhá. Và hiện tại bên mình chỉ về được duy nhất cái màu gọi là cái màu aura brown này, thực ra là mình gọi là màu cực quang đi, màu ánh ánh như cái đĩa CD ấy. Đấy, bên mình hiện tại duy nhất chỉ về được cái màu đó thôi. Ở trên hộp thì chúng ta đã biết là bút sẽ là màu xanh nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nào. Đó, thì bác sư hết rồi. Đây, mở hộp rất là đầy đủ như này. Đấy, mình sẽ bỏ những chiếc máy này vào bên. Thì trong cái hộp này này, đây, nó sẽ vẫn còn y nguyên một cái ốp là hoàn toàn là mới nhá. Đây, ốp hoàn toàn là ốp mới silicone này. Và trong này sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Đó, sẽ rất sử dụng bằng tiếng Việt luôn, đây, sổ bảo hành luôn, đấy, thông tin về bảo hành điện tử này. Thì những sản phẩm này là hiện tại đang hết bảo hành trên hệ thống Samsung rồi,
mình có hỏi Samsung thì Samsung bỏ hết bảo hành rồi, Samsung sẽ bán cho mình và bao tết cho mình một tháng. Thế nên anh em là mua thì mình cũng sẽ vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng hoặc 7 tháng, hoặc là có thể cao hơn nếu anh em mua thêm khóa bảo hành vàng nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm. Đó, thế giới sử dụng của tiếng Việt hết. Đấy nhá, cái máy thì mình đã mở lên và cài một số phần mềm rồi. Đó, mình sẽ bỏ qua sang một bên, mình giới thiệu vụ kiện trước. Để giới thiệu máy sau cho nó hấp dẫn đúng không? Đây. Đấy, củ sạc sẽ là củ sạc nhanh. Tương tự như chuẩn sạc của 27W, chuẩn sạc theo Note 10 Plus hay là Note 10 Ultra. Đó. À Note 10 Plus là Note bình thường, quên mất không Note 10 Ultra, chỉ có Note 20 Ultra thôi. Đó, sẽ là super fast charging nhá, là sạc nhanh ấy. Đó, chuẩn sạc rất cao, chuẩn sạc có đầu taxi này, để mới luôn. Đó. Tất nhiên là nó sẽ theo một cái cáp taxi taxi đúng không? Mình sẽ cáp đây tai nghe này, đây là tai nghe nhá. Mình sẽ giới thiệu cái cáp trước. Đây. Nó sẽ theo một sợi cáp taxi taxi xịn này. Đó, chính hãng này. Đó, sản xuất ở Việt Nam hết. Đây, nó sẽ theo một chiếc nữa là tai nghe, thì đây là không phải là tai nghe AKG. Mà đây là sản phẩm bình thường của Samsung này, tai nghe bình thường thôi, tai nghe kiểu dạng nhất trong này. Chứ không phải là AKG nhá, nếu là AKG thì trên hộp này sẽ ghi AKG. Đó, đầy đủ tai nghe nhá. Và đây là chân 3.5 như Note 10 hay là Note 10 Plus ấy, thì chúng ta biết là chân taxi, như Note 10 Lite ấy thì nó vẫn giữ chân 3.5 này. Đó, thì đây là chân 3.5 và tai nghe không phải tai nghe AKG nhá. Dòng cao cấp của Samsung thì nó tặng AKG thôi. Đó, và đây là cái hộp để chúng ta có cái gắt đầu bút và cái đầu bút để thay thế nhá. Ví dụ in viên là chưa bóc này. Đây, tất cả phụ kiện hoàn toàn là mới cứng luôn. Đó, có nghĩa là Samsung người ta chỉ xác nhận là cái máy là máy cũ thôi, còn phụ kiện hoàn toàn mới cứng. Đó, có tặng kèm là hai cái đầu bút và một cái gắp bút này. Đó, ok chưa, anh giới thiệu phụ kiện đầy đủ chưa? Đó, và bây giờ đến máy nhá. Đây, thì anh em được biết này, nhìn cái máy như này liệu là họ đóng siêu lại chúng ta có biết hay không? Đó, bán máy mới chúng ta sẽ không thể biết được đúng không? Bởi vì nó còn nguyên siêu mô lưng này, ai, nguyên siêu viền này. Đó, có nhiều chiếc máy rất đẹp như này, chiếc máy nào xây xước thì mình không biết được, nhưng mà rất nhiều máy rất đẹp của siêu viền này. Và tất nhiên rồi, nguyên cả siêu mặt luôn. Đây, đó, nguyên siêu mặt luôn này. Đó, anh thấy không? Đây này. Đó, nguyên siêu mặt luôn. Đó. Mới như thế này thì đóng lại thì anh em đâu biết được đâu, gắn lại mỗi cái tem siêu này thôi. Cái tem này anh em một đừng bảo không có nữa, ở ngoài đầy nhá. Họ in phát một luôn. Họ in phát một luôn. Thế là nhiều khi anh em mua cứ lầm tưởng mình mua máy mới nhưng vớ phải cứ chiếc máy cũ mà theo cái dạng giống như cái dạng chiếc máy này này. Bên mình nó luôn nên bên mình bán máy cũ, bên mình không mập mờ. Bên mình nó rõ anh em như vậy. Đó. Còn bây giờ mình sẽ mở lên để cho biết chất lượng của nó như nào nhá. Đây mình đã mở sẵn rồi, mình cài phần mềm rồi. Đây, màn hình rất là đẹp, không hề ám điếc nào luôn. Đó, không hề ám điếc nào luôn. Đó, anh nhìn nhá. Đó, rất là đẹp luôn này. Không hề ám thế nào luôn. Em nhìn xem. Đấy nhá. Kiểm tra bằng bước test này, sao tăng không sao tăng này. Sản phẩm này không có chống nước. Thế nên là chúng ta chỉ kiểm tra như cái này thôi. Đó. Và có sensor, nó sẽ không có sensor áp suất này. Sẽ không có cảm biến áp suất này. Đó. Tất cả chức năng ở trên này màn hình rất không bị ám này. Bởi vì Samsung sợ nhất là màn hình bị ám, nhưng màn hình trước này không hề bị ám tí nào. Đó, em nhìn nhá. Rất là xịn. Đó, đây nhá. Mình có một chiếc Note, mình hiện tại bây giờ đang dùng một chiếc Note 10 Plus ở đây. Đây. Đấy nhá, mình đang dùng một chiếc Note 10 Plus ở đây này. Ở đây mình sẽ để chế độ màn hình sáng nhất đi. Để so sánh hai cái màn với nhau xem nó có thua kéo gì mấy không. Đây. Đó. Đây. Không thua kém gì mấy đâu. Nếu mà để cùng độ phân giải là Full HD. Thế đây là chiếc máy Note 10 Lite, độ phân giải chỉ là Full HD thôi, không phải 2K như Note 10 Plus hay Note 10 thường nhá. Đó, em nhìn này. Chất lượng của cái màn này. Đó. Không thua kém mấy đâu, đúng không? Đó. Về kích thước thì nó nhỏ hơn Note 10 Plus một tí. Em nhìn nhá, nó nhỏ hơn Note 10 Plus một tí xíu thôi. Đó. Nhỏ hơn một tí thôi. Đó. Và chắc chắn là to hơn Note 10 thường rồi. Đây, còn cấu tạo thì nó không được cao cấp như Note 10 thường ấy. Note 10 Plus ấy thì nó sẽ có phím hai cái phím nó sẽ nằm ở phía bên này và lồi hơn so với lại cái dạng mà ấy như này. Đó, lồi hơn một chút này. Đó, nhưng sử dụng khá là ok, cái viền thì nó sẽ không mỏng bằng đâu. Không thể nào mỏng bằng được và sẽ không cong. Cái màn hình này nó sẽ là thẳng khoảng 2.25 thôi, 2.5 thôi chứ không cong được như cái màn hình của Note 10 hay Note 10 Plus này. Đó, nhưng cũng khá là đẹp. Đấy nhá, về cấu hình chi tiết ấy thì chúng ta cùng xem nhé. Mình sẽ là chỉ có sáng màn hình lên nhé. Đây, cấu hình chi tiết mình có cả CPU Z này. Thì sản phẩm này sở hữu CPU là 8 nhân, có tên mã là Exynos 9810.
Đó, Seoul này cũng rất là cao luôn. Đó, em nhìn là Seoul rất là xịn nha. Đây, tiến trình sản xuất là 10 nanomet này. Đây, đó, màn hình này, độ phân giải là Full HD. Mật độ điểm ảnh là 393. Đó, RAM là 8GB nhá. RAM là 8GB luôn đấy nhá. Đó, bộ ở trong 128 này. Cấu hình rất cao đúng không? Cấu hình này là ngang với một chiếc S10 5G, ngang một chiếc S10 Plus. S10 nó là rất là cao. Đó. Đây thì hệ thống chúng ta nhìn thấy này. Hiện tại bây giờ mình đang update lần bản mới nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Android 11. Đó, anh em thấy không? Muốn trải nghiệm Android mới nhất thì mua con này cũng ok. Đó. Pin này, pin rất là tốt này, sức khỏe tốt này. Đó. Thế nhá, mình có cài các phần mềm Phone Info để cùng xem tiếp này. Bỏ qua này. Đây, thì sản phẩm này được biết là Galaxy Note 10 Lite Dual, có nghĩa là sử dụng 2 SIM. Ngày xuất xưởng ngày 13 tháng 1 của năm 2020. Ngày xuất xưởng ngày 31 năm 2020. Đó anh em nhá. Màu sắc ở trên phần mềm này nó sẽ báo là màu silver. Đó, đúng màu chưa? Đấy, phần mềm Phone Info đấy nó báo đầy đủ. Đấy nhá, tổng quan như vậy này. Đây, mã này, quốc gia là Việt Nam. Đó, chính hãng Việt Nam chưa? Quốc gia là Việt Nam nhá. Đấy. Android 11 luôn, Android 11 này. Đó, trên này anh báo được. Đó, RAM 8GB. Đó, trên này báo đầy đủ hướng số phết đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tân trang xem máy này có phải máy trả lại không nhá. Đây. Nhập số series của Samsung à? Số seri thì nằm trên hộp. Ồ, không có trên hộp à. Số seri thì hơi bỏ qua đi. Ấn sau thang 06 thang mình có ra số seri rồi này. Yêu cầu là rốt mới xem được. À đây, số seri đây. Mình sẽ chụp lại và mình kiểm tra nhá. Đó, chả thị. Xem thử sao cái phần mềm Phone Info nó sẽ check được như thế này. Kiểm tra tân trang này. Đó, cái này chỉ mang tính tham khảo thôi, bởi vì là nếu nó máy không phải nguyên bản thì cũng bình thường. Bởi vì đấy là những chiếc máy trả bảo hành của chính hãng. Chứ còn ví dụ như là máy main vẫn ngon mà người ta lại thay thay vỏ ấy, dựng ấy thì nó vẫn báo mà nguyên bản bình thường mà. Đó. Chứ không ngon đâu. Nhiều anh em thấy báo hàng tân trang sợ, thực ra là nó báo hàng tân trang đấy mới là chuẩn chính hãng ấy. Đây, cái này còn nguyên bản nhá. Đó, cái này cũng nguyên bản. Nhưng mà cái này chỉ mang tính tham khảo thôi, bởi vì là mình nói lại này, nhiều trường hợp nó sẽ báo là hình như là sản phẩm là tân trang, cảnh báo ấy. Nhưng mà nếu là hàng tân trang mà nó báo đúng là hàng tân trang ấy thì chuẩn, bởi vì đấy là hàng trả bảo hành hay là hàng của như là refurbished của chính hãng thì nó mới báo là như vậy. Còn ví dụ như là mình chỉ lấy cái mê ra mình thay sang một con vỏ khác thì nó vẫn báo là như này mà, chứ nó thay vỏ trên phần mềm đâu biết là thay vỏ đâu. Thế nhiều anh em thấy cái trường hợp mà nó lại báo là sản phẩm này hình như là sản phẩm tân trang rất là sợ, nhưng cái sản phẩm bị thay vỏ báo nguyên bản rất là sướng, nên là sai lầm cái phần mềm này chỉ mang tính tham khảo nhá. Thì đơn giản là mình chỉ muốn giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này cho anh em biết thôi. Mình sẽ gửi cho anh em cái clip mà cái sản phẩm này nó chơi game, những game hot hiện tại, những game khủng hiện tại, để anh em biết là cái khả năng của nó sẽ là như thế nào. Đó, thì hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này như vậy. Đó, thì anh em có thể đặt mua sản phẩm này tại website mình là msm.vn nào. Hoặc anh em có thể chat lên Facebook bên mình, hoặc là anh em có thể để lại số điện thoại ở comment video này thì mình sẽ liên hệ và sẽ ship hàng cho anh em. Thì bên mình có ship những sản phẩm này đến toàn quốc và ship COD. Đó, nhận hàng anh em phải thanh toán nhá. Thì nếu anh em muốn xem trực tiếp và mua, anh em nào ở Hải Phòng thì có thể qua bên mình là 170 Lạch Tray. Mình hiện tại mới chỉ có tại Hải Phòng thôi. Còn mình đang triển khai và sớm mở tại các tỉnh khác. Khi mà mình nhận được đơn hàng online từ cái tỉnh đấy rất đông, có một số tỉnh mình đang ngắm đến rồi thì mình sẽ mở để phục vụ anh em sớm nhất có thể. Đó, thì hiện tại anh em mình có lại nữa là anh em muốn đặt hàng thì em lại vào website msm.vn nha, mình sẽ liên hệ và ship toàn quốc lên cho anh em. Sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán mức giá ấy, là chỉ hơn 7 triệu một chút thôi, chi tiết anh em vào website msm.vn và chỉ duy nhất cái màu này thôi nha. Mình về hiện tại là 100 máy, tầm 100 máy là chỉ duy nhất cái màu này thôi, không có màu xanh, không có màu đen hay không có màu gì khác cả. Đó, thì đây là sản phẩm Note 10 Lite. Đó anh em nhìn nhá, Note 10 nhá, để bút biết cái thứ này. Thì mình sẽ sớm gửi cho anh em cái clip là về cái trải nghiệm của sản phẩm này xem là như thế nào. Đó, cảm ơn anh em xem clip nhá. Nếu mà thấy hay ấy, thì chia sẻ mọi người xem và cho mình một like ủng hộ. Đó, chào tạm biệt anh em.